Xin lỗi bác Châu Tiến Hiếu. Xin lỗi. Hello, xin chào anh em Viêm Việt nhé. Vừa rồi thì có một số chuyện đáng tiếc xảy ra này. Thì mình gặp một trường hợp, đó là user của Châu Thành Hiếu, Big Way là Châu Thành Hiếu luôn này, có đặt một build bên mình là một build server cơ bản. Một build server cơ bản thì bạn này thì bạn chưa biết gì về file server cả, chưa làm qua file server bao giờ, và có xem video hướng dẫn của mình nhưng cũng không làm được. Thì đây là cái dòng tin nhắn của bạn này, là mình không trách bác, lỗi một phần cũng do mình, nhưng nhắc bác mốt buôn bán bất cứ thứ gì thì làm ơn tư vấn cho khách kỹ một tí, còn nếu như bác thì giờ mình có 1 tỷ trong tay cũng đi tìm người khác chứ không tìm đến bác thì mất lòng tin, không thể làm việc tiếp được. Cảm ơn bác, không cần phải ra tin nhắn đâu. Thì thực ra thì tất cả những cái bài bot của mình đều có đính chính, tất cả bài bot từ cũ đến mới. Thì file cơ bản thì các bạn lấy file ấy, các bạn phải tự làm, còn các bạn lấy server hoàn thiện thì nó khác. Server hoàn thiện là bên nhóm bên mình đã làm rồi. Và cái sự việc của bác Châu Thành Hiếu này mình rất là tiếc, vì mình không thể hoàn lại tiền được, bởi vì mình làm theo nhóm chứ không phải một mình. Và bác đã nhận file rồi thì mình cũng không thể hoàn tiền được. Còn nếu bác chưa nhận file thì mình sẽ hoàn tiền lại cho bác được. Nhưng đây là mình đã gửi file cho bác rồi nên là mình không thể hoàn tiền lại được. Bởi vì cái này làm theo nhóm, không phải là một mình quyết định. Thì sau cái sự việc này thì mình sẽ đính chính lại rõ ràng một cách cụ thể hơn trong tất cả các file server. Có nghĩa là mình không buôn bán file server, mình không bán file, mà mình sẽ làm tất cả các file có trên thị trường để review cho các bạn xem. Nếu ai ưng thì mình sẽ lấy cái tiền công của các cái file đấy mình đã tối ưu lại rồi, thì mình sẽ lấy tiền công file thôi. Thì file cơ bản ấy, thì giá nó vẫn là 500k là file cơ bản này, còn file thường nó là 2,5 triệu, và file VIP nó là 4 triệu, có nghĩa là full option. Còn file thường ấy, mình sẽ nói về file thường là file cơ bản là 500k thì sẽ không được nhận sự hỗ trợ gì từ bên mình cả. Có nghĩa là các bạn chỉ nhận file, các bạn làm gì thì làm, các bạn hỏi mình cũng không trả lời là file đó phải làm như thế nào. Đó là file cơ bản, các bạn sẽ không nhận được sự hỗ trợ gì cả. Còn đến file thường ấy, thì file thường 2,5 triệu thì đã là bao gồm là server và free VPS 1 tháng là đã hoàn thiện rồi, là các bạn chỉ cần nhận về và quản lý server này, phát triển server này, thu hút người chơi. Thì trong cái file thường ấy thì các bạn, nó cũng là full option và cũng nhận được sự hỗ trợ từ bên mình, đó là bảo hành từ A đến Z trong cái quá trình các bạn hoạt động này, cho đến khi dừng hoạt động thì mới hết bảo hành này. Và bên mình sẽ fix toàn bộ lỗi trên file trong quá trình sử dụng trên file của bọn mình nữa nha. Còn các cái file khác mà các bạn cài vào ấy thì bọn mình sẽ không bảo hành và cũng không fix lỗi. Còn về cái tiền tối ưu file ấy, mà các bạn muốn lấy file không về các bạn tự làm ấy, thì cái file đó là mình đang đẩy ra là 1,5 triệu tiền công, là tiền công tối ưu file. Còn bên mình không buôn bán file nhé, mình đã đính chính lại rồi nhé, mình sẽ lấy tiền công 1,5 triệu với file thường và hoàn thiện cả server, chỉ việc nhận về quản lý và phát triển thôi, đó là 2,5 triệu cho một user. Còn file VIP thì là file full option từ bên mình, có nghĩa là toàn bộ những cái gì bên mình phát triển đều có hết trong cái file VIP đấy, và các bạn sẽ nhận được gói hỗ trợ từ bên mình là từ A đến Z, và 1 tháng miễn phí VPS, là tháng miễn phí máy chủ là 1 tháng, server đã hoàn thiện rồi này, full option này, và sẽ nhận được một bộ tài liệu hướng dẫn cách hoạt động video để cho đến khi các bạn chán không sử dụng nữa thì các bạn có thể bán lại cho người khác. Đó là cái file VIP thì khi các bạn đặt build file VIP thì các bạn sẽ nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ từ bên mình.
về mua file này, làm server này, được hướng dẫn sử dụng, được hướng dẫn quản lý phát triển sử dụng và làm server cho đến khi mà các bạn không 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 sử dụng nó nữa ấy, thì các bạn có thể pass lại cho người khác với giá tiền công để các bạn cài, và lúc đó các bạn tự có thể cài được cái file VIP đấy thành một server khác cho người khác rồi. Thì đó là cái file, đó là cái bộ hoàn thiện của file VIP. Còn file VIP không mà các bạn lấy về tự làm ấy, thì nó đang có giá là 2,5 triệu và không có VPS thì chỉ là file không thôi. Đó là file thường, file VIP và file cơ bản bên mình. Rồi mình đính chính lại để khỏi xảy ra cái việc như của bác Châu Click hay là Châu Thành Hiếu. Thì thực sự ra là mình rất là áy náy về cái sự việc này, nhưng mà thực sự ra thì mình không thể không biết làm như nào nữa, bởi vì file thì bác nhận rồi và tiền mình cũng không thể hoàn lại được, bởi vì đã làm theo nhóm ấy thì tất cả các nhóm đều có quy tắc riêng, nên là mình không thể ấy được và mình cũng không thể bù lại cho bác được. Đó là bác Châu Thành Hiếu, mình rất là tiếc khi xảy ra cái việc này. Thực sự thì mình cũng cũng một phần lỗi do của mình là tư vấn chưa kỹ, thì thực sự là mình xin lỗi bác Châu Thành Hiếu. Thì trong cái video này mình đã đính chính lại tất cả rồi, cho ai mà đang có ý định build server từ bên mình ấy, thì các bạn hãy suy xét cho kỹ. Và tất cả các video hướng dẫn từ cái file cơ bản, nếu ai mà xem kỹ thì các bạn tự có thể làm được.